thờ chúng ta nguyện kiên tâm tiến lên. Theo đạo Việt Nam đuốc tiên tay đường, theo đạo Việt Nam khó khăn soi thường, luôn luôn tận ngàn lên tâm hồn đồng thắng thân cho nước non nhà một lời hiếm tô cho xã hội và người chúng ta một lời. Phút thì phong trào hướng đạo Việt Nam, phút tư niệm bắt đầu. Ba lời hứa và 10 điều luật hướng đạo. Cố gắng hết sức, trung thành với Tổ quốc, giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào và tuân theo lời lãnh đạo. Mười điều luật hướng đạo. Điều luật thứ nhất, hướng đạo sinh trọng danh dự, ai cũng có thể tin lời nói của hướng đạo sinh. Điều luật thứ hai, hướng đạo sinh trung thành với Tổ quốc, cha mẹ và người cộng sự. Điều luật thứ ba, hướng đạo sinh giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào. Điều luật thứ tư, hướng đạo sinh là bạn của tất cả mọi người và coi các hướng đạo sinh khác như anh em ruột thịt. Điều luật thứ năm, hướng đạo sinh lễ độ và liêm khiết. Điều luật thứ 6, hướng đạo sinh thương yêu các sinh vật. Điều luật thứ 7, hướng đạo sinh vâng lời cha mẹ, huynh trưởng mà không biện bác. Điều luật thứ 8, hướng đạo sinh gặp khó khăn cũng vui tươi. Điều luật thứ 9, hướng đạo sinh cần kiệm của mình và của người. Điều luật thứ 10, hướng đạo sinh trong sạch từ tư tưởng, lời nói đến việc làm. Tiếp, Châu trưởng Châu Sài Gòn sẽ có đôi lời với đại chúng ta. Chào các em. Nói lại chào trưởng. Chào các em. Chào trưởng. Ta khởi động cái đó. Hôm nay là một cái dấu mốc về lịch sử, cái sự tái lập hình thành của một cái sinh hoạt hướng đạo trên đất nước chúng ta. Và Châu Sài Gòn khởi động bằng một cái trại huấn luyện. Trưởng xin giới thiệu, đúng như chương trình là trưởng sẽ làm trại trưởng, nhưng vì cái nhu cầu phát triển và học tập huấn luyện rất là cần thiết, cho nên trưởng đã mời trưởng Nguyễn Quang Minh DCC phụ trách huấn luyện của Châu từ bên Mỹ để về phụ trách phần huấn luyện. Tôi xin giới thiệu trưởng Nguyễn Quang Minh là trại trưởng của trại huấn luyện kỳ này. Chúng ta la tiếng trưởng Phan Đức Đô ALT là phụ tá trại trưởng và là phó trưởng phó thiếu. Và đặc biệt chúng mời trưởng Bằng Rừng Phạm Thanh Vân phụ tá cho phó ấu phó dự bị Bằng Rừng ấu hôm nay. Và sau đây chúng xin dừng lời lại cho trưởng trại trưởng sẽ trao đổi với toàn trại hôm nay. Chào tất cả các khóa sinh, tôi rất vui mà có mặt đến đây với lại khóa trại huấn luyện đầu tiên của Đạo Sài Gòn và cũng như là của Châu Sài Gòn, tức là tổ chức Sài Gòn Area Council, mà chúng ta có được ba cái khóa hôm nay. Đó là khóa thứ nhất là khóa dự bị bằng rừng ngành thiếu, khóa thứ nhì là khóa dự bị bằng rừng ngành ấu, và khóa thứ ba là khóa về khóa cơ bản. Là chúng ta có thể đem về để mà biết cách để mà trông coi một tiểu đoàn, trông coi một bầy sói. Đó là cái mục đích mà của cái đại huấn luyện. Chúng tôi với tư cách là một trại trưởng của Châu ở đây, của cái trại này, và đồng thời cũng là một DCC của phong trào hướng đạo thế giới nói chung và của tổ chức hướng đạo Việt Nam nói riêng. Chúng tôi đem lời mời của trưởng DCC Trần Tiễn Huyến có gửi một số tiền để về để giúp cho trại của chúng ta, và đồng
thời trưởng ADCC Phan Mạnh Lương cũng gửi về một số tài liệu, sách báo của ngành ấu và ngành thiếu để cho các trưởng dùng để mà học và tham khảo. Ở đây được vui vẻ, thành công và đạt được nhiều kết quả từ ở bên Mỹ về. Và tôi cũng vậy, chúng tôi xin chúc tất cả các trưởng được mọi sự tốt đẹp, học được nhiều sự may mắn. Hôm nay, những ngày này chúng ta làm trẻ em trong 2 ngày. Các trưởng sẽ có dịp để làm trẻ em, làm sói con và làm thiếu sinh. Để sau 2 ngày thì mình về nhà, mình làm người lớn trở lại để mà dạy các em sói con và các em thiếu sinh. Con nít đã thực hiện đúng ra cái vai trò của con nít và rất là vui vẻ. Chúng ta đến với phong trào hướng đạo, các em nó đến phong trào là để nó chơi, chứ không phải để nó học. Nhưng mà các trưởng đến phong trào bữa nay là để học, chứ không phải để chơi. Cho nên có cái khác nhau. Nhưng mà các trưởng khi làm con nít thì các trưởng sẽ chơi. Chơi nghĩa là chơi thả dàn luôn, chơi đúng là một em con nít. Nhưng mà khi 2 ngày xong về nhà, cũng làm người lớn chứ đừng có làm con nít nữa. Và chúc các trưởng được mọi sự may mắn, thành công. Chào tất cả, chúc thành công. Được, tôi xin giới thiệu một số trưởng đã đến giúp trại. Mà trước hết thì xin giới thiệu một trưởng lão của phong trào, dù lớn tuổi cũng đến đây để dự, là trưởng Hy. Trưởng Hy là nguyên là ở đạo Cửu Long, mà những người đầu tiên ở đạo Cửu Long ở trước đây, anh Sài Gòn trước đây, hôm nay được lời mời đến đây dự trại chúng ta, là một cái niềm vinh dự cho trại mình A một lần nữa. Bên phải là trưởng Phạm Văn Nhân, nguy hiệu rừng mà đặt đất ở Bà Rịa lên dự để phụ huấn luyện. Trưởng Dân, Võ Hữu Dân ở Lâm Đồng xuống để giúp phần huấn luyện, và các trưởng nguy hiệu rừng và các trưởng phụ tá phía sau, thì của khóa nào thì khóa đó về giới thiệu. Thì đến đây là chấm dứt cái phần giới thiệu, chúng ta sẽ làm băng reo để kết thúc cái buổi khai mạc trại hôm nay. Các trưởng, chúng ta vệ sinh sẽ làm băng reo hướng đạo, tất cả xuống tất. Vô ta thì chúng ta đáp tay ta nha, cầm nó tay, cầm nó tay. Hướng đạo Việt Nam mời các trưởng cùng thực hiện. Chúng ta sẽ hô nhát 3 lần, nhỏ thôi nha. Vô ta, xanh ở phía bên kia đó, nữ đó vui lòng đứng phía đằng sau hàng này. Bắt đầu chạy. Bên bất kể để tôi đếm từ đó cho tới trưởng áo trắng trắng tới. Có những cái máy chụp hình, khi mà nói 1, 2, 3 chúng tôi cười nó kêu là say cheese. Chúng ta cười nói cheese, nghĩa là cái miệng nó cười ra. Hai, ba, Khoan, có một em đứng, em vào trong anh, đứng đi coi mất. Vào. Em ra đi, trong tầng 4 nha. Bước đoạn xin. Số 5.
có 7 người. Tao giữ số đi coi 6. Giờ chúng ta nhanh chóng thôi.